Ví dụ như những thông tin tích cực là những thông tin như nào ạ? Ví dụ như ở Phú Quốc đi ạ, là khi mà có thông tin Phú Quốc trở thành đặc khu là bắt đầu là bất động sản ở đây là rộ lên tăng giá, và những nhà đầu tư lớn, những chủ đầu tư lớn thì họ bắt đầu là đi đến Phú Quốc và họ triển khai những dự án quy mô rất là lớn tại đây. Ví dụ như chúng ta có dự án của Vin, dự án của CEO, dự án của là BIM, dự án của Sun. Đấy, toàn là những dự án khủng không. Nên chính vì như vậy nó là sự đầu tư về hạ tầng của nhà nước nữa. Ví dụ như là 2014 thì Phú Quốc được hòa nhập vào mạng lưới điện quốc gia, rồi là hệ thống đường quanh đảo, rồi hệ thống đường cao tốc vân vân. Chính những cái điểm đó làm cho cái giá của bất động sản Phú Quốc nó tăng vùn vụt, nó tăng vùn vụt luôn. Đấy. Đấy. Thế nhưng mà những thông tin tiêu cực là gì ạ? Đấy, điển hình nhất như là chúng ta nhận thấy là thanh tra, đúng không ạ? Thanh tra nó làm cho đất bất động sản Phú Quốc nó bị chậm lại, và mạnh nhất là cái đợt mà khi mà Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang là gửi một công văn cho Sở Tài nguyên Môi trường là về vấn đề là tạm dừng các hoạt động là các hoạt động ví dụ như là chuyển đổi mục đích sử dụng đất này, tách thửa này, tách thửa chuyển nhượng là không được này. Đấy, là chính vì vậy nó làm cho bất động sản là nó đi xuống một cách nó cũng khá là nhiều. Đó. Đi khá là nhiều. Thế nên là gì ạ? Là thế nên là chúng ta nhận thấy vấn đề là gì? Là cái thời điểm nó rất là quan trọng. Bởi vì nó ảnh hưởng đến gọi là cái tâm lý của nhà đầu tư. Đấy. Cái tiếp theo nữa là cái yếu tố tiếp theo nữa đó chính là vị trí ạ. Cái điều thứ hai đó là vị trí ạ. Ở đấy tại sao tôi lại nói là vị trí? Vị trí đúng không ạ? Vì sao vị trí thì nó quyết định được là cái bất động sản của chúng ta nó có tăng giá được hay không? Nó có tăng giá gọi là ví dụ như là hiểu đơn giản là gì? Cái vị trí nó quyết định được là cái khả năng tăng giá của bất động sản. Ví dụ như cái vị trí mà đắc địa, vị trí gọi là mà ví dụ mặt đường này, vị trí mà lô góc này, đấy, hay là vị trí mặt biển này, thì đấy là những cái vị trí mà thực sự là cái giá bất động sản này tăng rất là kinh khủng. Bởi vì sao? Bởi vì những cái vị trí đấy nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái giá trị của bất động sản. Nên chính vì như vậy là vị trí là yếu tố rất quan trọng. Đấy, vị trí là nó quyết định là gì ạ? Là bất động sản nó của chúng ta nó có tăng giá mạnh hay không. Đấy, như thời điểm là quyết định chúng ta mua có lời hay không. Đấy, lời ngay hay không. Nhưng mà còn vị trí là quyết định là bất động sản chúng ta có tăng giá hay không. Đấy, đúng không ạ? Thế yếu tố thứ ba là gì ạ? Yếu tố thứ ba ấy là chính là cái pháp lý. Tại sao yếu tố pháp lý quan trọng không ạ? Thực sự là rất quan trọng luôn, đúng không ạ? Là chúng ta phải kiểm tra là cái đất chúng ta mua nó có sổ không, hay là cái đất chúng ta mua thì nó thuộc dạng là đất gì, ví dụ là đất phi nông nghiệp hay đất nông nghiệp, đất gọi là đất có thổ cư bên trong không, hay đất được quy hoạch như thế nào, nó rất là quan trọng anh chị nha. Nhưng khi nói về cái pháp lý, các anh chị có thể mua đất nông nghiệp cũng được, nhưng mà các anh chị biết phải quan trọng nhất đến vấn đề là cái tính gọi là quy hoạch. Quy hoạch của nó là thuộc dạng quy hoạch đất gì? Ví dụ như là quy hoạch của nó mà đất gọi là đất trồng cây lâu năm, nhưng quy hoạch là thương mại dịch vụ chẳng hạn đấy ha, thì đương nhiên rồi đất đấy nó cũng có giá trị. Đấy, hay là đất mà được quy hoạch là đất ở nông thôn, ở đô thị, thì quy hoạch thì anh chị chuyển đổi mục đích sử dụng đất nó lên đất có thổ cư ngay. Nên chính vì như vậy nên là cái quy hoạch nó rất là quan trọng khi mà chúng ta mua, đặc biệt là mua đất nông nghiệp, thì cái đấy là điều mà anh chị không được quên khi mà chúng ta mua bất động sản. Và yếu tố cuối cùng đó chính là gì ạ? Yếu tố cuối cùng mà ảnh hưởng không kém thì đó chính là cái giá, đúng không ạ? Đầu tiên là thời điểm này, cái thứ hai là vị trí này, thứ ba là pháp lý này, và cái thứ tư mà chính là cái giá. Cái giá của bất động sản thì nó có quan trọng không ạ? Thì thực sự nó rất là quan trọng, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta phải biết cách làm sao ạ? Chúng ta phải xác định xem là cái sản phẩm của chúng ta mua là giá của nó là giá công ty hay là giá của nó là giá sang nhượng. Ví dụ là giá công ty sao? Giá công ty thì chúng ta chỉ được chiết khấu của công ty mang lại thôi, đúng không? Đấy, nhưng mà cái giá mà chúng ta mua bên ngoài ấy, dạng như là mua nhà lẻ hay là mua đất lẻ bên ngoài ấy, thì chúng ta cần phải biết cách đàm phán. Tại sao phải đàm phán ạ? Đàm phán để chúng ta có được cái mức giá hợp lý cho cái bất động sản của chúng ta. Đấy. Thế thì là tổng hợp lại là chúng ta có tất cả là 4 cái điểm mà chúng ta cần phải lưu ý. Thứ nhất, quan trọng nhất, đúng không ạ? Đó chính là cái thời điểm mà chúng ta đầu tư bất động sản. Cái yếu tố thứ hai đó chính là vị trí. Yếu tố thứ ba là pháp lý. Và yếu tố thứ tư ấy, nó là giá cả. Nên các anh chị là đừng có quên 4 cái yếu tố này khi mà chúng ta đầu tư vào bất động sản. Thế thì quay trở lại là ví dụ như là về đặc khu của chúng ta, đúng không ạ? Lúc chúng ta là có 3 dự kiến là chúng ta có 3 đặc khu, ví dụ như là Vân Đồn này, Bắc Vân Phong này, và thứ ba là Phú Quốc. Nhưng mà thực sự ấy là theo cá nhân mà sự đánh giá đây, tôi nhận thấy rằng là gì, là Vân Đồn hay là Bắc Vân Phong, Vân Đồn thì thực sự là nó bị ảnh hưởng bởi yếu tố là nước láng giềng nhiều quá. Đấy, cái thứ hai là Bắc Vân Phong thực sự là ở Bắc Vân Phong thì chưa có tí hạ tầng nào, chưa có hạ tầng nào.
Nhưng mà ở Phú Quốc thì thực sự hiện tại bây giờ là các anh chị có thể thấy là hạ tầng cực kỳ là kinh khủng rồi, và nó cũng có tiếng là về du lịch luôn từ trước rồi đấy, các tập đoàn lớn đổ vào Phú Quốc rất là nhiều rồi. Nên thực sự là cá nhân tôi thấy là Phú Quốc thực sự sẽ trở thành đặc khu là điều đương nhiên thôi. Và cái quan trọng hơn nữa ở đây là gì ạ? Theo cái công văn mới nhất của bên thủ tướng, của bên văn phòng chính phủ gửi cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang ấy, là cái văn bản là ngày mùng 8 tháng 6, tức là cách cái lúc mà tôi làm cái video này nó khoảng là 6 ngày. Thì là gì, cái công văn này nói lên cái gì ạ? Công văn nói rằng là gì ạ? Là văn phòng chính là chính phủ đồng ý là phê duyệt, tức là quyết định là Phú Quốc được định hướng theo kiểu dạng phát triển đặc khu. Đấy. Cái văn bản đấy hiện tại là các anh chị có thể lên mạng search thôi, là anh chị thấy được cái văn bản đấy. Nên chính điểm này là tôi, theo tôi thì đây chính là cái lúc mà cái thông tin tích cực nó sẽ làm cho cái bất động sản của Phú Quốc nó tăng trở lại. Nên nếu như ngày hôm nay mà các anh chị đang có cái ý định là muốn đầu tư ở bất động sản ở Phú Quốc thì đừng bỏ qua cái cơ hội này, cũng như là đừng mà bỏ qua cái thời điểm này, bởi vì thời điểm này là thời điểm mà rất nhiều người đang muốn bán ra. Nên chính vì như vậy nên là cái bất động sản ở đây các anh chị có thể lựa chọn là bất động sản là một này, và cái thứ hai nữa anh chị có thể đàm phán để có những cái bất động sản mà giá nó phù hợp. Dạ, đấy là những ý của mà tôi, điều mà tôi muốn chia sẻ cho các anh chị ngày hôm nay. Vâng, và xin hết video của tôi ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị. Hy vọng sẽ được trao đổi với các anh chị nhiều hơn. Có thể liên hệ với tôi qua số điện thoại là 0912746538. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị.